Hơi bên hơi tắt mít rồi thôi. À, để luôn nói từ nó tắt à. Thế thì chúng ta sẽ xây dựng trên quan điểm điều khiển, tức là cái thứ nhất là bộ điều khiển ANN. ANN có được cái máy có màn hình cảm ứng với bút viết là cảm ứng đẹp đẹp, nhưng coi như là cô lấy mất cô đi làm, nhưng nên cuối cùng như phải biết bằng chuột, nó cứ rơ rơ như này đây. Và đây là hai bộ điều khiển PID. Đấy, PID 1. PID. Bộ này là một bộ cho điều khiển điện áp và một bộ cho điều khiển từ thông. Đó này. Kênh thứ nhất, kênh điều khiển điện áp. Kênh thứ hai là kênh điều khiển từ thông, là UP. Và sau tất nhiên hai bộ chỉnh lưu thì nó sẽ sau hai bộ PID thì nó sẽ có hai bộ chỉnh lưu thôi. Đó. Đấy. Chỉnh lưu có điều khiển. Điều khiển thứ nhất. Và chỉnh lưu có điều khiển thứ hai. Rồi. Sau những bộ chỉnh lưu có điều khiển thì nó sẽ đưa tới là cái động cơ đó này. Đấy. Cũng có vấn đề gì. Đây. Và đây là động cơ. Thì mô hình động cơ chúng ta đã có thì ta đưa vào đây luôn. Ai quên. Mô hình động cơ. Đấy, động cơ. Đấy. Động cơ. Và đầu vào thứ nhất của động cơ đó chính là cái U. Và đầu vào thứ hai thì chính là cái phi. Đấy. Nhất một, hai. Còn đầu ra thì nó ta muốn lấy ra cái gì? Ta muốn lấy ra moment thì ta lấy moment, mà ta muốn lấy ra tốc độ thì ta lấy tốc độ, còn những cái gì ta không cần lấy ra thì thôi. Thì như vậy ở đây sẽ là cái khối đầu vào cộng ở đây đúng không? Khối này là khối cộng tín hiệu, cộng trừ gì nói chung là coi như đấy. Thì đây ví dụ như là cái là n reset đó, là cái này là cái gì, moment à. Moment m đó, đặt bao nhiêu đó phải đào được moment tối thiểu nó mới chạy được, chứ nếu mà có tốc độ mà không có moment thì coi như là nó chạy nó cũng không làm việc được. Rồi thì xong rồi phản hồi, ví dụ như là n đấy rồi moment đấy, cái muốn đó cái gì nữa đưa về rồi thì ra đó này ta nói đấy hả, m phản hồi moment đây đấy. Rồi là gì nữa? Là phản hồi tốc độ về đây. Đấy. Như thế. Mà tín hiệu đưa vào trong bộ điều khiển này, ta có thể đưa vào bất kỳ cái gì ta muốn. Ví dụ như là sai lệch về cái tốc độ, sai lệch về moment, rồi là giá trị đặt, giá trị gì đó nữa đúng không? Giá trị dòng điện ta cần đó, là điện áp dòng kích từ. Đấy. Còn nếu không ta lấy dòng kích từ từ trong cái động cơ này ta đưa qua phản hồi về. Đấy. Phản hồi về. Đưa vào đây. Rồi. Thế từ đó chúng ta sẽ thiết lập cái trạng thái cho nó.
từ đó chúng ta sẽ thiết lập cái trạng thái cho nó. Đấy. Sau khi chúng ta có phản hồi này về rồi thì ta sẽ đưa ra cái luật điều khiển. Có thể chúng ta phải dùng đến là cái giá trị là N01 này, nhưng mà nó phải tuyến tính. Bởi vì điều chúng ta điều khiển nó đầu ra nó tuyến tính cho PID thì nó phải tuyến tính. Hoặc là phải chỗ này cái tăng giảm KPI. Thế thì luật điều khiển là gì? Luật điều khiển của ta dù em đưa ra là nếu như mà N đầu ra N mà nó bằng 0. đầu ra điều khiển á. À không, đầu ra bộ điều khiển. Đúng rồi. Đây, đầu ra bộ điều khiển đây. À đầu vào chứ nếu mà đồ điều khiển điện áp, điều khiển điện áp đặt lên động cơ, tức là cái đồ ra bộ ANN, tức là chỉ là điều khiển điện áp này thôi, chứ là cái này ta chỉ hiểu trong mô hình là cái gì, UC và điều khiển tư thông là UP. Nếu như mà UC ta cũng thế nó bằng 0, như vậy là thì KP giữ nguyên, P KI vậy là KD, vì là bộ điều khiển PID thì nó có 3 tham số là KP, KI và KD. Ai muốn biết rõ thì viết vào đây gồm có là KP, KD và rồi. Nếu như UC bằng 1 thì như vậy là giữ nguyên hoặc là giảm. Thì giảm đấy, giảm. Giảm KP, KI, KD. Còn nếu UC bằng 1 thì tăng KI, KD. Hay là một trong ba đại lượng này, tùy vào là cái em đưa ra yêu cầu. Và là đồ phân giảm á, với cái đồ phân giải là 1%, cái này thế, với đồ phân giải là 1%. Nghĩa là nếu như UC mà bằng 0 ấy, thì KP nó cứ giảm đến 1% so với giá trị hiện tại hoặc là giá trị đặt ban đầu á. Các bởi giá thì đặt ban đầu thì thế này giảm dần thì khi nào đạt từ bằng 1 thì nó lại tăng. Và thế này thì hơi dở nhỉ, đúng ra nó phải có một cái giá trị nào đó để nó không đổi nữa cơ. Chứ không nó phải tăng giảm mãi liên tục thế này thì cũng hơi kể đó. Cho nên ví dụ nó sắp xỉ cứ nhảy qua nhảy về giá trị 0,1 thì nó cứ tăng thêm 1% nên nó lại giảm đi 1% cho nó nhảy nhỏ tí cho nó vui, không sao. Rồi tương tự như vậy, nếu như mà UP bằng 0 là nếu mà UC tức là bộ điều khiển PID của là điều khiển điện áp, còn nếu UP thì lại là bộ điều khiển PID của là điều khiển tư thông. Cái luật điều khiển như thế này. Đấy. Thì nếu với cái luật này ta có thể sử dụng Halim cho đầu ra, còn đầu vào thì nó biến rồi, cho nên là bao nhiêu cũng được. Đấy. Vậy thì từ đó ta sẽ xây dựng cái mạng neuron. Ví dụ như là ta vẽ mạng neuron ra. Xây dựng mạng neuron. Mạng neuron ta vẽ ra. Trong hình luôn nhé.
vẽ ra trong một hình cho nó khỏi bị phân tán. Ta sẽ dừng cái mạng neuron của cái này. Nhưng sau bây giờ nó tỏ thì không biết. Để đây. Như vậy là ba cái biến đầu vào. Ta khoanh lại đây một biến. Một biến này. Và một biến này. Thì ta xem lại phái cuộc của ta. Tức là ba cái biến đầu vào. Đó dòng điện, đó tốc độ, đó kích từ. Nhưng mà ở đây ta định nghĩa dòng điện này á và cái đầu đặt, giá trị đặt nữa, phản hồi giá trị đặt nữa thì nó phải là dòng điện tốc độ, thì là moment rồi. Thôi được, dòng điện tốc độ chính chỉ là thể hiện moment, cho nên là ta quy về cái moment và ta tính luôn cái sai lệch đi. Thì ba biến đầu vào là đủ rồi. Đấy. Và ta sẽ dừng cái nút mạng thứ nhất. Ba biến đầu vào. 1. 2. Và 3. Như vậy thứ nhất á, là dòng điện. Thứ Y. Thứ hai là tốc độ. Và thứ ba là dòng kích từ IK. Ta sẽ dừng thế này thì ta có thể tạo neuron, là đầu tiên là ba nút trước. Neuron 1. Nút thứ hai trong lượt thứ nhất. Nút thứ ba. Tổ hợp 3 thì chỉ cần 3 nút cũng được. Và là cái này. À, về cái đường này như vậy. Đường 1. Đường 2. Và đường 3. Đường 1. Đường 2. Đường 3. 1. 2. Và 3. Thì như vậy là chỗ này á, ta ký hiệu là VFF 1, 1, đây là của lớp 1. Cái trồng số và cái bù. Đấy, đây là B11. B12. Và đây là B13. B11, V12 và V13 tương tự thể cho hai cái kia. Đây là V21. Thì từ V23 và V31 cứ vậy. Rồi. Thì ở đây là chúng ta qua cái hàm phi tuyến. Chúng ta qua cái hàm đầu ra đây. Hàm đầu ra. Rồi. Sau đó ta mới qua cái nút vòng nút thứ hai. Đến đây rồi. Đấy. Hai.
Rồi là tiếp theo lại là cái hàm đầu ra đúng không? Hàm này không biết hàm gì chưa kể. Cho hàm lim cho nó đơn giản trước. Đấy. Chỗ này là B21. Chỗ này là B22. Chỗ này là B23. Đấy. Lượt thứ hai. Hôm nay thì cộng thôi, à, không có vấn đề gì. Tiếp theo là ta có hai đồ ra cho nên bây giờ ta cần hai cái thôi. Đây là được. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Rồi, và ra đây, một, tốc độ ra đây là moment. Ở đây là n, ở đây là moment. Thực ra là cũng là n mà là cái u, uc và cái up hồi nãy đó, up, đấy, up, đấy, up. Thế thì sau này rồi chúng ta mới đưa vào cái bộ PID, nha, tác động lên bộ PID. Thuật toán PID ở trong này. Ở đây chúng ta lưu ý là bộ PID này á, là nó không phải là chạy vào sai lệch mà nó chạy vào là tín hiệu để chúng ta cộng thêm và trừ đi. Đấy. Chúng ta ra đây chính là cái u điều khiển. Như mô hình này ở đâu đấy chứ? Đây. Đây. Có cái này chính là cái đây, hồi chỗ này là u cái u. Và cái này là u của cái phi. Đấy. Thì bây giờ ta ra đây sẽ là u của cái điện áp. Và đây là u của tư thông. Đấy. Thì với cấu trúc này á, đó, với cấu trúc này, bây giờ thầy yêu cầu các em là viết cái phương trình của UC và UP. Viết phương trình của UC và UP à, nè, theo cái mạng đưa ron đã được là cấu trúc ở trên. Đấy. Thế thì rõ ràng là với cái này á, đúng nè, thì ta sẽ viết, ta, thứ nhất là ta phải chọn cái hàm Hamilton. Đấy, bước 1.
chọn cái hàm không phải hàm lim mà là gọi là hàm kích thích. Hàm kích thích là của lớp 1 là gì? Là hàm hà lim đúng không? Cụ thể thầy cũng chưa biết cái kiểu gì, bởi vì ví dụ này là các em yêu cầu thầy nghĩ ra để đưa ra cho làm, cho nên thầy cũng đưa ra một cách nó gần sát với là cái đối tượng của PBL đó chúng ta làm, cũng có thể nó chưa phải là chính xác, thì trong quá trình ta làm ta sẽ hiểu chỉnh dần. Ví dụ bây giờ ta chọn là hàm Halim, nhưng mà làm một lúc ta thấy hàm Halim nó không phù hợp thì ta có thể chọn lại là hàm Loxigmoid hoặc là hàm saturation hoặc là hàm những kiểu hàm khác. Đấy. Hàm Halim. Hàm Halim ta gọi là vậy thì ở trong cái căn cứ vào cái mạng neuron này. Như vậy dòng điện vào á sẽ nếu mà biết IN nơi cái này được viết kép 11 đúng không? Tất cả chỗ này là cộng hết. Cộng hết. Cộng đấy cũng là cộng thôi à, chỗ này thiếu kia, tôi xin lỗi, chỗ này thiếu một cái hàm kích thích ở đây nữa. Chỗ này mới có cái hàm kích thích mà quên vẽ ở đấy rồi, đây khối này quên mất. Sorry. Chỗ này phải có cái hàm kích thích ở đây. Đấy, hàm kích thích ở đây nữa. Như vậy đây là màng neuron 3 lớp. Đó nè. Vậy ta có cái này là A1 này. Gọi là A1. Đây là A1 nhưng A1 qua 2. Đầu ra thì nó là 1 cả thôi. Thôi được. Đầu ra này tạo ra là A1. Đây là A2. A1, 1 đi. Của lớp 1 đi. A1, 2. Của lớp 1. A1, 3. Của lớp 1. Người tạo ra ở đây là A của lớp 2. A2 nhưng của cái neuron 1. Đây là A2 của neuron 2. Đây là A3 của neuron 3. A2 của neuron 3. Đây là lớp thứ 3, cho nên ta có cái thứ nhất đây là A3-1. Và lớp thứ 2, neuron 2 ta có là A3-2. Rồi. Đấy, ký hiệu như vậy là xong. Thế thì ta sẽ biết được cái bỏ cái này thì giờ không cần nữa. Như vậy ta gọi hàm F, hàm Halim. Vậy ta có A11 bằng Halim. Halim gì? Halim của là viết kẹp 11 nhân với là I1. Với viết kẹp 21 n với chạy ra ngoài rồi chạy trống chứ rồi, cộng với viết kẹp 31 nhân với là ik, ta cuối cùng phải cộng với là cái b11. Cái ông này quan trọng lắm này. Cái ông bu này mà không có là không được. Rồi tương tự thế. Bây giờ ta mới viết tiếp là A12 đúng không? Tương tự vậy ta có A12. 1A12. Đấy rồi. Chỗ này phải là
A12 chứ. A12. A12. A12 đây. Đấy. Như vậy nó phải bằng là hắc lim của viết kép với lúc này viết kép với là 12. Viết kép là 22 và viết kép 32. Giờ này A13 lim W13 W23 W là 33. Xem nó to ra thì copy cho mọi người xem. Rồi. Đây. Như vậy là xong được cái đồ ra cho lớp thứ nhất. Thế tiếp theo thì ta viết cho lớp thứ hai. Đó nè. Lớp thứ hai. Thì là lúc này ta ký hiệu viết kẹp là một chút. Lúc này là không phải A1 mà mình để bên tay, để đây chỗ này nhầm rồi. Đồ ra xong rồi nó phải nhấn về trong số nó mới vô được. Cho nên mình thiếu mất về trong số nữa. Quên. Chỗ này có trong số là V kẹp lên nữa. V kẹp 1 bây giờ của lớp 2 1. Ồ, này nó bị trùng với cái trước mất rồi. Ký hiệu thế nào cho nó khỏi trùng nhỉ? Thôi vì ký hiệu V kẹp 1 đến đâu á. V kẹp 2 của 1 1 đây. Thế ở chỗ này ví dụ như là V kẹp là 2 của là 31 nó khỏi trùng, cho nên nó trùng hết. V kẹp 2 của là 21 ví dụ thế. Thôi kỳ hiệu thế, V kẹp 11 của 2 đi. Nó khỏi bị ngang 2 nó khỏi bị trùng như thế nên bây giờ. Tức là kỳ hiệu lớp thứ 2 là V kẹp là y g của 2 nó của lớp 2, còn viết kẹp 111 này của lớp 1 đó, thì viết kẹp y g của lớp 1 1 rồi tới đây là phải có cái viết kẹp là y g của lớp 3 nữa, cứ như thế. Thì ta viết lại chỗ này tí, thì chỗ này có thêm chữ số 1 vào. 1 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 Thôi mấy cái bế tiếng có gì cả thì để nguyên đó rồi. Như vậy chỗ này ta viết lại A trở thành nhân là gì? A21 đúng không? A21 trở thành với cái 11 này là của 2. Của 2 của lớp 2, của lớp 2. Ấy. Tất cả của lớp 2 hết. Một lớp của lớp 2. 2. 2. 2. 2. Tất nhiên là cho nó bị ngáo nhé, phải bị trùng, phải bị hiểu nhầm. Nó dễ nhầm lắm. Lúc này nó không còn là cái Y1 nữa. A21, A22, vậy là A23. Thì là chỗ này không phải là Y1 mà đầu vào của nó sẽ là A11. A11. Hay là A12. Đấy. Chỗ này sẽ là A13.
chỗ này thế a 11 a 12 đây là A13. B đương nhiên phải thay đổi, thì thành là B21, B của là 22, đây là B23. Ô, thế cái này mình bị nhầm cái kia rồi, nhầm cái cái thứ nhất sửa lại đó, thế tí sửa xong. Rồi, thế như vậy ta đưa cái này xuống này lên là đây này, chỗ này là B11 này, là B12 này, B13 này. Rồi. Cái lúc này là cái lớp thứ hai. Và đương nhiên là tương tự như thế ta được cái lớp thứ ba đúng không? Thứ ba là lớp cuối cùng. Lớp cuối cùng. Và chỉ còn A31 với A32. Vậy là ta có cái A31 bằng A-Clean. Thì B kép 3 đúng không? Vậy là lúc này ta có là A21 với VKF1, VKF21 A với là A22 cùng với là VKF3 A12 chứ VKF1211 ăn rồi, 31 313 313 và nhân với là A 23 23 23 và cộng với B 31 và A 32 cùng cái này nhưng mà sửa nó lại thôi. Ủa? Bỏ đi ở đây rồi. A32 thì với kép 12 với kép 22 và với kép 32, còn lại mọi thứ kia thì nó vẫn 31 32. Đấy, như vậy là cái thành phần này à, cụm thứ ba bỏ cái này đi. Như vậy là chúng ta đã có được cái A31 và A32, thì đó là hạt lim của cái sau này, cho nên nó trở thành là cái UP luôn rồi đó. Chỗ này nó trở thành đúng ra cái A31, A32 này nó chỉ là cái này này. Là UP và UC luôn đấy rồi đấy này. Đấy, này. Đấy. Rồi. Thì bây giờ tao có thể là kiểm tra lại cái này. Có nghĩa là chúng ta phải lựa chọn cái trong số viết kép có thành phần và là B đúng không, để xây dựng lên cái cả cái neuron này đây.
Thì đây là một cái ví dụ thầy làm để chúng ta thấy là thiết kế một cái mạng neuron có 3 lớp. Đó là 3 đầu vào và 2 cái đầu ra. Đấy, trong đó 3 đầu vào là dòng điện, tốc độ và dòng kích từ. Còn 2 cái đầu ra là điện áp điều khiển UC và điện áp kích từ là điện áp điều khiển PID cho bộ PID điện áp động cơ và một điện áp điều khiển cho là PID cho bộ chỉnh lưu kích từ. Thế thì dựa vào cái này á, chúng ta sẽ lựa, chúng ta chọn trước ví dụ viết kẹp 1, 1, 2, 1, 3, 1 này là bằng tất cả đều bằng 1 hết. Đầu tiên ta chưa biết gì cả, ta cứ cho nó bằng 0,5 hoặc là bằng 1 gì đó. Đấy, cái B11 cũng có thể cho bằng -1, -2 gì đó, tùy giống như ví dụ trên. À, thì sau đó chúng ta tiến hành ta tính dần. Thế thì là ta cho nó ráp vào và kiểm tra cái trạng thái tất cả đột biến đầu vào là tốt. Đấy, 3 trạng thái ví dụ -1, -0, 1 thì sai lệch nhé. Đây là Y với N với Y kích từ ta coi như là sai lệch, dòng điện sai lệch, tốc độ sai lệch kích từ đi, là nó đúng như giá trị đặt, tức là bằng 0 đi thì đầu ra nó phải là bằng bao nhiêu. Đó, người ta đặt trước vì bằng 1 hay bằng 0 tùy ta. Đó, sau đó là ta mới thấy nó không đạt thì ta mới hiệu chỉnh lại cái giá trị trong số W hoặc là cái giá trị bù B. Đấy, giá trị bù B. Mọi người có rõ không? Thế cái mà B31 với B32 là nằm chỗ nào vậy thế? Trong cái hình làm cho thấy. À, B31, B32 hả? Thì đương nhiên là mỗi lứa thì phải có một cái B. Đấy, B31 đấy. Đã có neuron tức là phải có cái bù. Đó là cái nguyên tắc thiết kế mang neuron rồi, cho nên ta không thể thiếu được cái B32 đây. Được chưa? Dạ. Rồi bây giờ Thắng hỏi cái gì nếu chỗ động cơ đồng kéo gì thì để lật cái mặt lạp ra xem. Động cơ đây. Hỏi cái gì ở trong này? Hỏi cái gì trong này cần hỏi? Dạ em hỏi phía sau mà ra cái dòng điện thế kia. Dòng điện đây. Dạ. Thì moment bằng cá phi ý. Thì cái khối này là khối là trên á, là trên, trên là số bị chia mà dưới là số chia. Kết quả đâu ra là thương số. Trên này á là moment, dưới này là cá phi. Nên là cá phi ta thấy cái đường chạy của nó đây này. Đây này, lấy đâu ra tư thông này, được chưa? Thắng thấy đấy không? Dạ. Đó. Thì từ thông nó lấy từ đây ra thì đương nhiên là nó cho ta ra là cái cá phí. Thì cá phí này chạy tới đây là được, là trên này là moment là cá phí ý, mà chia cho cá phí một cái thì nó ra là cái dòng điện. Thì trong này là moment thì nó lại bằng là G nhân với là cái DN trên DT mà cộng với cái moment tải này. Đúng không? Đây theo cái phương trình như này. Đây này. Cá phi ý này bằng là G nhân với DN trên DT cộng tải này, được chưa? Chứ có phải lấy về phải mà chia cho cá phi ý thì ra dòng điện không? Dạ. Đó, rồi là hiểu rồi, được chưa? Rồi, có ai chưa hiểu cái đoạn không? Thế có cái khối phía trong cái rí cộng delta rí với cá phi cộng delta phi có cái khối phía trong. Đấy, rí thì ví dụ đây thầy cho đầu tiên là chưa biết gì cả, thầy cho bằng 1 là đi. Dạ không, bây giờ em phải đưa ấn tính vào. Ừ? Lúc này thấy còn nó thêm một cái khối đó chỉ mà để anh thấy tỏa em khỏi coi lại cái hình nằm phía ngoài vậy. Đấy. Dạ lúc này thấy còn nó thêm một cái khối chỉ đứng đầu vào nơi cái chỗ ạp ít đôi đã mình thêm một cái khối này. Đây là cái khối này là cái khối thể hiện lực Coulomb và lực ma sát, tức là ma sát nhớt, friction là ma sát này. Coulomb là lực Coulomb, thì mấy cái này là mình đưa vào để mà thể hiện nó
khi mà động cơ nó chuyển động mà có đảo chiều á, hoặc là coi như nó là tăng tốc giảm tốc thì có cái ma sát nó xuất hiện ngay tại thời điểm đấy, là nó biến đổi lực ma sát thôi. Cái đó nó về nguyên tắc cơ học. Giống như em đang bây giờ em điều khiển cái xe máy em chạy bình thường đều đúng không? Thì em vặn ga một cái cho nó tăng tốc, đúng không? Thì như về giai đoạn đầu tiên lấy ngay tại thời điểm em vặn ga là em sẽ thấy cái xe nó y một cái. Đó. Cái xe nó y một cái đấy là do sự mất cân bằng công suất giữa công suất động cơ và là công suất của cái xe. Và ma sát của cái xe là do lực ma sát đang chạy với tốc độ ví dụ như là 30 km/h. Lực ma sát nó chính là bằng K nhân với vận tốc V. Nhưng giờ em tăng tốc lên là coi như là 100 km/h thì lực ma sát nó phải tăng lên theo. Nhá. Đấy. Yeah. Lực ma sát là tỷ lệ với tốc độ mà. Cho nên em chạy vì sao chạy nhanh nên là bánh xe nóng á. Nên vì lực ma sát nó tỷ lệ với tốc độ, cho nên cái lực đấy nó lớn quá mà nó không tiêu tán đi đâu được, thì nó hóa thành năng lượng nhiệt ở trong cái lốp xe, nó nằm nóng cái lốp xe lên. Đó. Rồi. Thế hỏi bài trưởng đúng thế. Em hỏi chỗ nào? Dạ, cái hàm hợp lý là mình đưa cho mình ra hai giá trị là một với trường một phần thôi. Hàm hợp lý thì nó cho ta là hai giá trị 0 và 1. 0 và 1 đấy tức là ta hiểu nó là on off, giống như là cái biến logic ấy. Em hiểu không nào? Dạ. Cho nên em muốn định nghĩa nó là trừ 1 đến 1 hay là 0 đến 1 hay là 1 đến 2 là tùy em. Đấy không? Dạ. Ví dụ đây. Thế này ví dụ này em hiểu, em cho em làm cho nó thoải mái cái mà đúng hiểu rồi bắt đầu là cứ mắc nhiệt biến đổi thế nào. Thế làm ví dụ thì xong rồi có thể xóa đi. Đây cái hàm Hamilton về định nghĩa lý thuyết của nó thì bao giờ nó cũng là chỉ có hai giá trị 0 với 1 thôi. Đấy. Thế là nó 1 á là nó bằng 0 khi mà biến nó âm. 2 là nó bằng 1 khi mà biến nó cũng đổ vào nó là dương. Ông nói là trên trục hoành nhé hả? Nha. Đó là 1 là về 0 là đây. Đó, đầu vào là nhỏ hơn 0 thì nó là bằng 0 mà. Đầu vào mà lớn hơn 0 thì nó sẽ là bằng 1. Nhưng mà em cũng có thể chuyển nó thành là trừ 1 với 1. Rất đơn giản thôi. Cái này thì em chỉ cần là chi? Em chỉ cần đưa cái này là coi như là quá một cái phép cộng bình thường thôi. Ví dụ em cộng với 1 thì nó lên là 1 với 2 mà em trừ đi 0.5 cái thì nó trở thành như là trừ 0.5 với 0.5 nó ra còn giống như 1 với 1 thôi. Ví dụ em trừ đi này là 0.5. Em trừ vào cái hàm nữa, đúng nè. Chỗ đi này. Sau cái hàm đi này, thấy nhá. Em trừ đi cái thì tự nhiên nó trở thành chỉ bằng là còn khoảng là có phải là từ là trừ 0.5 không? 0.5 đúng không? Như thế. Rồi là nên để 0.5 như gì nữa? Vì là biến đổi là 1 chứ gì? Đấy. Thì cái này cũng nó tương đương giống như là cái giá trị không trừ 1 1 của em đấy đó. Nó dạ, vậy thì đúng. Ví dụ em đưa vào là tốc độ của động cơ thì ví dụ là có 4 mức tốc độ thì là chậm vừa nhanh mà rất nhanh thì làm sao nhận dạng được thế ạ? À thì em muốn đưa vào mình càng nhiều cái giá trị thì là cái chuyện để là cái biến đâu vào nó đâu có sợ đâu có. Chủ yếu là cái hàm hàm lím của em thôi chứ. Còn em đưa vào đấy biến nó có thể có vô số đâu vào chứ đâu có phải chỉ có là 1 trừ 1 về 0 đâu. Cái này là 1 trừ 1 về 0 này thầy biết là để minh họa à nó có 3 cái miền là nhỏ hơn cái giá trị đặt này. Không ví dụ bằng giá trị đặt. Rồi 1 là thầy ký hiệu là lớn hơn giá trị đặt, ví dụ thế hết. Em hiểu không nào? Đó. Còn giờ mà em cũng muốn hiểu như thế mà em muốn hiểu nó là từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng cũng được thôi, không sao hết. Bởi vì khi em nhấn cái trong số này vào á
nhân với cái trong số này vào á, là kiểu gì rồi cuối cùng nó cũng là kiểu gì em làm dung cái hàm này, chỗ này có tới cộng vô cùng hay trừ vô cùng cái này này, rồi em nhân với trong số em hà lim cái nó chỉ ra đời là on hoặc off chứ nó không thể khác được. Dạ, có hiểu không nhỉ? Dạ. Có hiểu không nhỉ? Dạ có. Rồi đó, thì biển thế cho nên thầy gọi là chẳng quá trừ một rồi không với một cho nó dễ nhìn thôi. Có nhiều người nhìn nhưng có thể người hiểu nhanh, người hiểu chậm thì nói một cái số cụ thể cho nó dễ nhìn, nhưng còn nhiều mà nói mông lung từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng thì là có người theo dõi không kịp. Thì thôi chứ không có chi hết. Rồi, có ai chưa rõ chỗ nào nữa? Thế thì là nếu mà không có ý kiến gì nữa thì ta cứ nghe tiếp luôn, sau đó mọi người tiếp tục là làm rồi sẽ nảy ra những ý kiến. Như về sáng nay chúng ta đã học được cách thiết kế cái bộ điều khiển neuron kết hợp với là PID. À, thì trong này là cái này trong phê cuộc ta đã có rồi, tức là nếu mà đô ra bằng 0 thì giảm đi là 1%, mà đô ra bằng 1 thì nó tăng lên 1%. Nhớ lên là tăng giảm là KPI, KI và KD. Thì có thể chọn một đại lượng để thay đổi thôi. Thấy nhá. Đấy. Cái gì? Dạ thưa, cho em hỏi xíu đúng thế. Thì chọn một đại lượng để thay đổi thôi. Thôi. Ví dụ như là KPI chẳng hạn. Có nghĩa là thầy chỉ thay đổi cá pi thôi, còn lại là cá y với cá d là thầy không có đụng chạm gì vào, có nghĩa là để nguyên nó đây. Đó, cứ thế. Ví dụ vậy, đấy nhá. Đó, thì nó sẽ rất là đơn giản. Có nghĩa là chúng ta có điều chỉnh cá pi lên xuống để cho nó thay đổi cái chân lượng điều khiển của mình. Rồi, em hỏi cái gì hỏi đi. Em nào có hỏi cái gì thì hỏi đi. Em nhận nó tin nhận đi. Tin nhận ha, nó chơi tí. Wow, tin nhận thế thế mà nó. Nhận vô trong cái chỗ meeting chat này luôn cho em nhận tin nhận ở ngoài thì nó là mất công thể mở vô mở ra lên nữa. Đâu rồi? Ngoài này á hả? Đâu có. Ủa? Cao Khả Tiến nhận cái hình này hả? Hay sao Tiến? Có phải Cao Khả Tiến nhận cái hình này hay là ai nhận chỗ này đấy? Mới đây hả? Dạ, dạ em. Em hỏi đi cái chi? Dạ, cái bộ điều khiển này nó không phải bộ điều khiển mơ chỉ định tham số bộ điều khiển PID đến thôi. Đúng rồi, cái này là dùng mơ. Nãy giờ thầy đang nói là bộ điều khiển neuron điều chỉnh định tham số PID, con bộ này bộ mơ là bài cũ rồi mà. Dạ, tuần trước rồi. Thế thì em định hỏi kỹ gì trong này? Em hỏi kỹ là chỉnh định cái tham số bộ điều khiển PID thôi. Ừ. Thì sao hả? Thì ấy em hỏi là sao, tức là thì đúng tham thì đúng là cái này dùng bộ mơ để mà chỉnh định tham số PID đúng rồi, nhưng mà em ý hỏi là cái gì ở trong đó nữa? Là nếu mà cái nhóm em làm theo bộ đen nuôi thì không cần làm bộ à, không làm hết chứ, bởi vì là cái PBL này là PBL điều khiển nâng cao cho nên là bắt buộc sinh viên phải làm cả tất cả các bộ điều khiển, tức là bộ điều khiển mơ này, bộ điều khiển neuron này, Rmer PID này, neuron PID, và tuần sau nữa sẽ là neuron Mer PID và Mer neuron PID. À. Đấy. Tức là các em phải làm cái chứ chạy một rồi. Là các bộ điều khiển này thiết kế các bộ điều khiển. Tất nhiên là chỉ cần đầu biến đầu vào ít thôi, cần hai đầu vào với một đầu ra thì thầy không yêu cầu đâu. Đây là thầy ví dụ thế, nhưng mà chỉ cần điều khiển với là hai đầu vào và một đầu ra để mô phỏng thôi.
Đấy. Nhưng mà sẽ có một này là điều khiển M, hai điều khiển neuron, ba là điều khiển FLC, là PID, bốn là điều khiển ANN PID, tức là mấy cái này ta đã làm từ hôm trước tới giờ rồi nè. Còn sau nữa sẽ có là FLC, ANN PID và nữa là 5 và 6 là ANN FLC FLC PID. Thì như vậy ta sẽ làm mô phỏng 6 cái bộ này. Thì tuần 6 á, hôm tuần này ta sẽ nói lý thuyết đến điều khiển ANN PID như thế để các em sẽ bắt tay vào làm từ đây cho đến cuối buổi. Rồi tuần sau chúng ta sẽ làm hai cái bộ FNN ANC FLC với ANN PID và ANN FLC PID. Thì hai bộ này lý thuyết nó tương tự nhau cho nên sẽ trình bày nó cũng ngắn gọn 2 tiết. Và như vậy các em sẽ là xong phần lý thuyết. Thì tuần sau là hết phần lý thuyết rồi, thì từ tuần thứ 7 trở đi là các em sẽ là chỉ mỗi làm và thảo luận thôi chứ không học lý thuyết nữa. Rồi chứ nào. Đấy, do vậy sau khi xong phần lý thuyết tuần sau thì các em chỉ còn việc làm mô phỏng cả hệ thống và thảo luận để là hoàn thiện PBL chứ không bồi dưỡng thêm lý thuyết nữa. Đó. Như vậy sau 6 tuần đến tuần thứ 5 này, tuần sau là tuần thứ 6 này. Như vậy chúng ta sẽ có 6 tuần để bồi dưỡng lý thuyết. Là tuần 7, 8, 9, 10, 11, 12 gì đó, tức là 15 5 tuần còn lại á là các em sẽ là tự làm PBL hết và thảo luận thôi. Đến lớp các buổi sẽ có thảo luận chứ không dạy lý thuyết nữa. Mọi người rõ chưa? Dạ thưa thầy, em hỏi là nếu cái tại PBL cuối cùng là mình làm báo cáo là mình sẽ chọn một trong các cái bộ điều khiển đến nó sẵn đây. Làm hết lý thuyết. Thực ra là cái này là nó mỗi cái bộ điều khiển nó cũng chỉ là coi như làm một trang gì đó xong rồi mô phỏng rồi bộ điều khiển sau nó tương tự vậy làm thôi, nhưng mà nó phải làm hết chứ không phải làm một bộ điều khiển. Vì anh em làm mô phỏng thôi mà. Ví dụ như em làm mô hình á thì thầy cho em cài một bộ ví dụ là FLC PID hoặc là ANN PID, vì trong video khiển thì chỉ cài được một bộ thôi. Chứ còn cái này làm trên mô phỏng thì coi như là thoải mái. Do đó ta làm hết. Không chưa cái nào. Là trong báo cáo là phải báo cáo đầy đủ tất cả các bộ điều khiển. Đó, như đấy, nhóm đến là 4-5 người thì mỗi người làm một bộ rưỡi gì đấy mà chẳng lẽ là phải, chứ cả chẳng lẽ cả 4-5 người mà súng mua làm một cái bộ điều khiển mà chỉ có được 2 trang giấy. Đúng không? Ừ? Đó, nhóm em mấy người 5-4-3 đúng không? 6 thôi. 6-3 thì đấy có 6 bộ điều khiển thì không phải một bàn làm bộ xong rồi ghép ra cái báo cáo à? Thì cái này đâu có làm như em có làm bộ chứ mấy. Chứ nếu mà em một mình một nhóm thì nó mới làm cả 6 bộ. Thì cả em tự phân công lên nhau mà làm. Được chưa? Hoặc có thể là nhóm cái nhóm bộ nào khó thì các bạn làm bộ dễ thì xuống vô mà cùng hỗ trợ với bạn mà làm cho nó xong. Xong rồi là làm mỗi bạn làm mỗi bộ điều khiển thì đưa ra mà tự thảo luận nhóm riêng với nhau. Đúng nè. Dạ thầy trộm họ một chút vậy thầy. Dạ cái kết quả PBL của mình phải thiết kế được cái mét động lực, mét điều khiển, bộ điều khiển. Với thế mà thuyết tỏa thôi, còn lại cái phần viết chương trình trên PLC giống như tụi tôi em viết chương trình trên PLC lắng trên đúng không thầy? Không, không em đâu có làm mô hình đâu mà có viết chương trình đâu có. Em chỉ làm từ mô phỏng thôi chứ.
Bây giờ cho em biết cái chương trình để mà lên một cái kit Arduino hay là kit máy tính nhúng hay là PLC thì em đâu có biết nó chạy đúng hay sai, vì em đâu có đối tượng để chạy. Đúng không? Dạ. Em có mô phỏng cái trên Bluetooth hay là trên cái gì đó về cái video khiển, thì cái đấy cũng chỉ chẳng quá là mấy cái lệnh là theo kiểu là của người ta đưa ra điều biến độ rộng súng là on off, thì chứ mấy cái đấy làm sao mà thực hiện được mấy cái luật là ANN với PLC này, bởi vì là FLC PLC đưa vô mô phỏng nó chạy không nổi đâu, chỉ còn mặt lạp mới chạy nổi thôi. Hay là cái phần thuật toán điều khiển là mình phải mình làm cái bộ điều khiển vào đây, mình đợi cả cái luật điều khiển này vào rồi là mình cần làm thuật toán ở đây. Tất cả những cái này nó chính là thuật toán là cài trong bộ điều khiển chứ sao nữa. À dạ. Vì nói thì em sẽ chuyển nó thành phương trình số hết mà. Thay rồi cái phần mạch động lực với phần mạch điều khiển là mình cũng phải thiết kế ra bằng đây. Cũng phải vài cái cách. Thực ra là phần mạch động lực á, thế là gồm động cơ với là chỉnh lưu á, nghe không? Là cái đấy không phải là thầy dạy nữa, mà cái đấy là các em lấy từ môn điện tử công suất và môn truyền động điện ra. Ngay cả mô hình động cơ khi sáng thầy làm á, đúng ra là cũng lấy từ mô hình động cơ của truyền động điện ra thôi. Nhá, cái đấy là học rồi cho nên là ta không nhắc đến. Bây giờ nói đến cái phần là áp dụng cái thuật toán điều khiển nâng cao vào cái mạch điều khiển để mà cài vào cái mạch động lực, đúng ra là cái giới hạn như thế, nhưng mà để cho nó rõ thì thầy đưa thêm cả những cái vấn đề bài cũ vào để chúng ta liên kết được các cái môn học với nhau, đúng không? Rõ chưa nào? Tao có học CNN đây. Cái gì? Nhà xử lý ảnh á. Cái tuần trước thầy nói bữa định thế, nhưng có lẽ thầy nghĩ cũng cần, bởi vì là cái môn này thì làm chừng này đủ rồi, chứ thêm nữa nó dài quá. Rồi là các em làm nó không đầy đủ được, rồi nó lại là không đến nơi đến chốn, làm đến chừng này là được rồi. Thầy ơi, hả? Phần điều khiển nâng cao em chỗ thầy Đinh nói là phần TDM là thầy chỉ giới thiệu thôi, chứ nhà em nó học xấu văn đi ạ. Thì em không học thì giờ em nghe giảng để em làm, thì thầy cả hai thầy cùng dạy thì mỗi thầy hỗ trợ mỗi ít. Thì thầy Đinh dạy về lý thuyết là của thầy Đinh, còn mình làm về cái mô hình của mình thì mình cứ làm thôi. Bởi vì khi mà làm BBL này thì thầy hướng dẫn dạy các em, thì em cứ làm theo thầy yêu cầu cái đã. Còn nhóm thầy Đinh thì không biết thầy Đinh yêu cầu cái gì bên đó thì tùy thầy Đinh thôi. Được chưa? Thế em hỏi mà, nếu mình không dùng xử lý hình ảnh thì cái dẫn đường cho robot đó thì mình sử dụng dây dẫn hoặc là cái vừa cắt tắt được không? Thực ra là cái nếu mà hoàn thiện con robot như thế thì nó mất thời gian lắm, các em không đủ thời gian mà làm, bởi vì các em còn phải học nhiều môn trong kỳ này. Chứ nếu mà các em để ra một kỳ giống như cái nhóm 17 mà đang làm tốt nghiệp thế cho làm robot đấy á, thì là cái này là họ phải làm hết cả xử lý ảnh cả CNN luôn. Nhưng mà các em thì nếu mà đưa thêm nữa thì nó dai quá rồi, nó không hoàn thiện được cái kết quả, nó của PBL nó cũng không đến nơi đến chỗ, thì thầy sợ là không kịp, đâm ra là chỉ giới hạn đến ANN là được rồi nè. Đó, chứ còn là CNN với RNN gọi là ONN thì phải để là nâng cao hơn nữa để cho cái đợt sau. Rõ chưa? Họ yêu cầu thế thôi. Bây giờ mà đưa bài toán nó quá nhiều thì thầy nghĩ các em sẽ làm không kịp cái thời gian nữa. Không kịp thời gian. Mặc dù các em thầy biết là rất là mà ham mong muốn được học hỏi nhiều thứ, nhưng mà do vấn đề thời gian, một kỳ học nhiều môn thì ta cũng phải có một cái sự cân đối giữa kiến thức với thời gian, nhưng còn không là coi như nó trải trăng giang đại hải ra rồi là nó không đấu vào đấu cả thì cũng không được. Ê thầy, cho em hỏi là thì mình dự làm răng để tính lực căng của cáp trên à, lực căng của cáp thì em giả thiệt thôi chứ chẳng cần tính, lực căng đó bằng luật xéo đưa về thôi. Ủa, răng mà có biện pháp mà bảo vệ được lực căng để cảnh báo được khi mô đứt thầy?
À thì em phải đưa ra cái tín hiệu không một gì đó của em, ví dụ như không thì nó không bị quá lực, mà một thì quá lực, mà trong đó lực của em là nó thay đổi theo một cái hàm ngẫu nhiên nào đấy. Dạ dạ để em tìm hiểu thêm ạ. Ừ, đang chạy tự dưng là tăng lên, sau đó nó thì nó phải cảnh báo là quá, thì nó phải giảm lực kéo để nó giảm lực thôi chứ có chi đâu. Dạ thưa À. ý. Như nhóm em làm dẫn đường bằng chỉ dẫn đường thôi, bằng đường lái đường thôi. Em muốn làm Chưa. kiểu gì đó cũng được, tuy em nó làm lý thuyết thì mọi thứ nó đều được hết. Để không. Ủa tức là phải là chuyển qua bài toán là chạy theo đường lai mà kẻ sẵn lúc này kẻ trên đường. Còn trên đường lái mà trên thực tế thì nó sẽ không có đâu, cho nên đừng có nghĩ đến chuyện đường lái. Thế thì các em cứ là chỉ cần là coi như là giả thiết một cái kiểu gì đó em tùy ý thôi, chứ còn nó thực tế thì nó không có cái đấy. Em cứ đi theo cái bản đồ của nó đi, em giả thiết có cái bản đồ đi, giờ hàn đường hai bên rồi đúng không, hai bên vỉa hè có đường, có vỉa hè rồi thì có thể đi thôi. Là mình tạo cái bản đồ về cái đường Với luôn lại đúng không? là thầy cũng nhắc và em hiểu là CNN không phải là xử lý ảnh, mà CNN là thị giác máy tính, gọi là computer vision, còn lại là image processing thì nó là xử lý ảnh, là một cái mảng riêng. Em tiến hiểu nghe thầy nói có hiểu không? Tức là xử lý ảnh nhá, ví dụ thế này này, em mà nén ảnh này, rồi là như Photoshop ấy, chỉnh mờ rồi chỉnh rõ rồi cắt rồi ấy, là rồi rồi chứ đó làm tô bóng rồi những cái gì gì ấy, thì nó thuộc cái đấy người ta gọi là xử lý ảnh, nghe không nào? Còn á, em nhận dạng ảnh như trên chỗ nhận dạng biển số xe và các cái trạm thu phí ETC nè, VETC nè, hay là điều khiển robot mà bằng bằng camera như thầy nói ấy, thì nó gọi là computer vision rồi, nên là chuyển qua cái kênh như là điều khiển thông qua thị giác máy tính chứ không phải là xử lý ảnh. Mình phải hiểu như thế để mà khi trao đổi kiến thức chuyên môn nó khỏi bị nhầm lẫn, chứ không thôi là người ta lại bảo mình nói tầm bậy, hiểu chưa? Đấy, để cho rõ chứ. Ừ, rõ chưa? Dạ rồi thầy. Đó. Nên em muốn đọc, em muốn tìm hiểu cái đấy thì em phải dùng, phải tìm hiểu cái tài liệu là Computer Vision đấy, đấy thì giảm máy tính nhé, nó phù hợp với Thầy cái chọn kiến chọn thức hầm hơn. với Hả? dạ bên cái phần mạch điều khiển thầy kia là thì tụi anh đưa từ cả cái tín hiệu từ con PLC ra để qua đây mạch trung gian xong rồi xuống dưới cái tủ tủ điều khiển tủ điều khiển á thì tủ điều khiển đó mình phải có khởi động sạc tam giác hoặc là đồ kia ở đây Không, khởi động mềm chứ, à thật khởi động mềm sai nhỉ. chứ. Còn cái phần chỉnh lưu số đó thì khi mà mình vẽ vẽ đó là vẽ theo chỉnh lưu có điều khiển ở đấy vẽ mình. Thì đương nhiên là nó là chỉnh lưu có điều khiển, tức là bộ chỉnh lưu của em nó hoàn toàn giống như là bộ chỉnh lưu trong là chỉnh lưu thường em học ở môn điện tử công suất thôi, Dạ. nhưng mà em thay cái bộ điều khiển bằng bộ điều khiển số của đó thì thôi, thì nó trở thành bộ chỉnh lưu số à, chứ không có gì là làm mà cũng có gì ghê gớm hết á. Dạ. Rồi nếu mà không có gì thắc mắc như rồi bây giờ mọi người bắt tay vào làm cái bài này đi đã. Làm đi đã chứ không là coi như là hết giờ mà cũng không giải quyết được vấn đề. Bắt tay vào thiết kế cái bài tập này xem thử là chúng ta hiểu cái nào cho cái điều kiện ANN PID. Đây.
Rồi bắt đầu làm đi. Và thôi để trên lược cho nó đơn giản á, ta cắt bớt đi một cái lớp neuron hả? Tạm thời cắt bớt đi một lớp neuron. Để cho nó đơn giản thì ta xem là ta tạm thời cắt bớt đi một lớp neuron thứ hai, chỉ chưa lại cái lớp neuron thứ một và thứ ba, phải không? Chứ thôi để dài quá nó sẽ không làm kịp, thì thầy sẽ bỏ cái màng lớp này ra trước này. Đây, bỏ cái lớp này ra đi. Tạm thời cho nó ra đến đây cái đó. Rồi. Bây giờ ta nổi cái này vào đây. Tất nhiên có cái hàm Hanlim ở giữa này. À có đây rồi, Hanlim có trước phía sau đây rồi. Đấy, hàm phía sau này rồi. Đấy. Đó, cái em sẽ thực hiện trên là cái sau khi Hanlim xong thì mới là đưa vào các hai nút neuron cuối. Như vậy các em sẽ bỏ bớt đi cái giữa này. Nhưng mà đổi biến cho A31 với A32 này không phải là A21 nữa. Mà nó trở thành A11 với là A12 với A13 thôi. Mọi người hiểu hiểu không nào? Thế nó trở thành là A11 này. Rồi là A12 này. Và A13 này. Đấy. Rồi là A thế thì A11 này, A12 này và A đó 13. Đấy. Rồi em chỉ cần lấy cái này thôi. Đấy, em chỉ làm là điểm đỏ là hai lượt như thế. Làm một đuôi chiều. Sáng đi làm với là chiều đi là mấy cái đứa lượt 37A nó bắt đầu hỏi tùm lum tà lá đấy. Nhất là hai cái con nội diễn và con mái là hay hỏi trả lời khản cổ. Rồi. Người ta giới hạn trong không gian này thế hả? Mọi người rõ chưa? Ta chỉ giới hạn trong không gian là thiết kế bộ điều khiển chương này thôi. Thắng rồi chưa? Khả tiến rồi chưa? Bạch Hải Nam rồi chưa? Thì giờ là mình làm lực điều khiển bằng đi. Điều khiển nhưng mà bỏ bớt đi một lớp rồi. Thầy cắt bớt lớp thứ hai đây này. Chỉ còn lực 1, lực 1 và lực 3 là ngắn lại chỉ còn 5 phương trình thôi. Tức là mình làm giống như hôm trước đúng không thầy? Đúng rồi, nhưng mà làm cho quen đi chứ vì không thôi là lúc này là không phải là làm như hôm trước nữa mà nó trở thành là điều khiển để mà thay đổi cái PID này này. Đây này. Bây giờ dính cái PID vào nữa cho nên em phải là đặt cái này để mà con phải mô phỏng thêm bộ PID đấy nhá. Rõ chưa nào? Chưa rõ hay đang có thể lăng lè đấy. Dạ chưa hiểu. Tức là khi em thiết kế bộ PIA, bộ ANN bên này hả? Đồ ra của em A31, A32 này thực ra nó chính là cái bên này là gì? Tức là cái UC và UP này. A31 chính là cái UC này. Cái này này. Cái này chính là bằng cái UC này. Mà cái này chính là bằng cái là UP. À. Thì hình vẽ này
A31 là A32 là sau cái hàm hát lim thì nó trở thành UCUP này đấy chứ. Đấy. Thế thì UCUP thì mình điều khiển theo cái này này, luật ta vừa đưa ra đấy. Đó. Nếu như mà UC chừng nở, UP chừng nở thì nó như thế, như thế, như thế. Rõ chưa? Ừ. Dạ. Yeah. Mình chỉ làm luật thôi chứ mình mô phỏng trên MATLAB không đấy. Thì sáng nay làm luật xong rồi đã rồi. Không, cái luật này thì nó thế rồi còn làm cái gì nữa. Cái này chẳng qua đây đưa cái động cơ vào với là đưa cái thiết kế bộ ANN sau khi đưa vào thì làm trên MATLAB thì nó mô phỏng luôn chứ đến đây. Thì sau khi trên này rồi thì các em là thiết kế một cái bộ ANN phía trước này nữa. Đúng không? Đó. Cho nó một cái ANN trước này. Đấy. Cho nó một cái ANN đấy. À, nó phải có là hai đầu vào, hai đầu, cái này là ba đầu vào và là hai đầu ra đúng không? Ví dụ như thế nè, vẽ này cái đó, hai đầu ra nè, ba đầu vào, đó, đầu vào đấy là chi, là y, đầu vào này là n, rồi dòng điện y đi, tốc độ n. Rồi là tư thống y cá. Đầu ra của ta sẽ là cái gì đây? Đầu ra của bộ NN này sẽ là UC và UP. Đó. Rồi sau đó mới đến hai cái bộ PID tăng đi thuật toán ANN điều khiển tăng giảm PID giờ này ta đưa vào. Thì như vậy là trong này là ta có thể đưa trong này luôn cũng được, trong ANN là kiểu thước PID trong nó luôn, nhưng mà thôi ta để ngoài này đi. Chỗ này mà đưa thêm cái bộ công nhân tính toán PID trong này. Một bộ, hai bộ. Đây là thế, DPID. Một. Cái này đưa vào đây. Cái này đưa vào đây. Cái này điều khiển ở đây. Cái này điều khiển ở đây. Đó. Trong này các em phải thiết kế sao mà để mà PID ở giữa này nhưng mà có thêm được là cái cộng tín hiệu trừ tín hiệu vào. Nhưng mà nó thêm vào. Đó vào đấy. Đó. Đó, thiết kế vào giữa. Đó, bộ điều khiển của em nó phải như thế. À. Với điều khiển như thế này thì như vậy là ta phải cho nó phản hồi về trong cái chỗ mà trước này đấy, rồi bắt đầu đưa vào điều khiển thôi. Rồi, còn gì thắc mắc nữa không? Để mà làm, bắt tay vô làm. Ừ. Ừ. Thiết kế riêng hai bộ cho phần mobi về phần tay máy như thế. Ủa thì hai bộ đấy à, một bên là điện áp mà bên tư thống đây còn gì nữa. Em hỏi là hai bộ gì nữa? Dạ, hai bộ điều khiển cho một
bộ là cái phần robot với một cái bộ là phần do cái tay máy thôi. À, trong robot của em hả? Robot của em chỉ cần thiệt thôi, yêu cầu điều khiển robot trước đi, bài tập thì làm ngắn ngắn từng cái một đã đi. Tách riêng ra, robot riêng mà tay máy riêng, chứ còn ghép một bộ với chung cả hai cái điều khiển không nổi, không kịp đâu. Giờ là biến chỗ tay máy là cũng làm 6 bộ thôi. Thì cứ làm bình thường mà, có gì đâu, thiết kế bình thường đó. Vì ai đi thì nó mơ thì nó định thể thôi chứ có gì đâu. Cứ làm đi đã. Em bị không có phân không vào được thôi. Vì cái gì? Chủ là tổ rút thì em sai được cơ mục tiêu mà cái nắm chấm bình cũ không thay đổi được tư thống là mình bộ thì không vào được thôi. Cũng được, thì nếu mà nắm chấm bình cũ thì không cần điều khiển tư thống. Thực ra là nắm điều khiển tư thống nó chỉ có với động cơ lớn thôi, chứ còn động cơ cỡ trên 10 kW trở lên, 5 kW trở lên nó cần đến nắm chấm từ điện, chứ còn nếu mà dưới cỡ 1 kW, 2 kW trở lại thì nó dùng là cũng là kích từ song song nhưng mà nó không không cố không thay đổi để thì nó điều khiển luôn. Rồi, nếu mà không có ý kiến gì nữa thì bắt đầu làm đi nha. Làm đi xong rồi đến mấy 9:30 làm tới 10:30 đi, em thử là ra bốn ra khóa như thế nào.